Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Mion Token nha các bạn. Thì để tham gia dự án này, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đã set up chatbot. Rồi, mình sẽ nhận được 100.000 khá là nhiều token luôn các bạn. Rồi bạn bấm join drop nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi, các bạn bắt up lên nè. Các bạn join follow Twitter nè. Rồi các bạn theo dõi thôi các bạn. Rồi token này nó đã list con chắc của nó, các bạn copy con chắc của nó các bạn ấy đi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Bạn bấm don. Enter data. Rồi các bạn vào cái form này thôi các bạn. Kêu mở lên phòng gì đây ta, làm dịch được không? Rồi các bạn khai báo vô đây nha các bạn. Dòng đầu tiên các bạn địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn giao nè. 1 2 3 4 5. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ Twitter của bạn nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào mũ sơ nè. Nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn dán vô đây. Rồi bạn đến từ quốc gia nào, Anh Mỹ dân thì bạn chọn Việt Nam nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ USB Smart Chain Best20 trên chiếc chocolate của tất cả các bạn ra nha các bạn. Rồi bạn dán vô đây. Rồi bạn bấm gửi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn quay lại con bot nè. Và bấm đòn. Gì là xong rồi bạn. Chưa qua. Rồi nói các bạn đến từ quốc gia nào thì bạn ghi Việt Nam nha các bạn. Để cho bot nè. Rồi bấm xác tiết cho ta. Ok, mình đã nhận được 10.000 token Mion nè các bạn. Thì nó khai báo qua linh phong nha các bạn. Menu. Rồi ok, vậy video này đã kết thúc các bạn. Mình tôi cần nữa sẽ phong phối vào sau nha các bạn. Vậy video đến kết thúc. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.